Dạ, em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay một buổi sáng đầu tuần anh chị, anh trai cũng xin quay và giới thiệu đến cho anh chị mình một dòng xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc anh chị ha, nhập Hàn Quốc nha. Dòng xe Hyundai i10, dòng sedan anh chị, sedan hai đầu ha, Hyundai i10. Năm sản xuất của nó là 2020, đời khá là cao anh chị. Đời rất cao nha. Anh chị chọn mua những cái dòng xe này về đi gia đình là rất là ok, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị. Những dòng xe này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, 100 cây nó tầm khoảng 5 đến 6 lít dầu xăng thôi anh chị ha, 5 đến 6 lít xăng thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Xe thì bao anh chị bên cửa hàng lấy về cũng đã kiểm tra và test rất là kỹ cho anh chị rồi. Xe tuyệt đối là không có dịch vụ taxi anh chị nha, xe không có dịch vụ taxi, chung chị gia đình không kinh doanh dịch vụ taxi. Đây một màu sơn màu bạc nhìn chứ là đẹp quá xe anh chị, chứ là liền nha. Xe là không va chạm cứng đụng ha, mấy số nguyên zin, đời cao như vậy thì nó phải zin thôi anh chị ha. Nói chung là mấy số là còn nguyên zin nguyên bản luôn anh chị nha, chạy dưới đầm chứ là chắc, gầm đẹp bảy màu luôn anh chị. Biển số 60K42732, hiện tại em đang đứng chính chủ nha anh chị ha. Anh chị mua anh sẽ ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị ha. Xe liên lạc bên trong liên lạc hết anh chị. Em trai cũng xin giới thiệu đến cho anh chị luôn, cửa hàng của em trai nằm tại ngay trung tâm thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Cửa hàng nằm tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai anh chị nhé. Bên cửa hàng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị luôn. Anh chị chỉ cần vô Google Maps cho nhấn vô ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên, và anh chị nhấn vô nút chỉ đường anh chị sẽ biết từ nhà mình lên tới cửa hàng của em bao nhiêu xa, và cũng như là anh chị có thể theo hướng dẫn của Google Maps sẽ lên tới ngay nhà em trai luôn nha, lên đến ngay cửa hàng luôn. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán cắp đổi bù trừ các loại ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe cứ liên hệ kết bạn Zalo với em trai qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Đây nói chung là mặt nạ da lăng, đèn pha đèn cạn còn rất là đẹp anh chị ha. Buổi sáng thì nói chung là xe đậu ở ngoài đây nó có chút xíu nước nè anh chị, có chút xíu nước nữa, ha. Đây nó có chút xíu nước nữa. Cái okay, nước nha. Nhưng mà nói chung là đèn pha đèn cạn đồ còn nếu mà mới là rất là đẹp anh chị, và đã đăng kiểm còn khá là dài anh chị ha. Đây đăng kiểm đến tháng 6 2025 là còn rất là dài nhé. Xe thì bên cửa hàng có bao anh chị lúc hồ sơ giấy tờ pháp lý rõ ràng nhé. Có giấy cam kết tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng Tư Phú Đồng Nai sẽ cam kết anh chị giấy tờ pháp lý rõ ràng và có bảo hành cho anh chị 3 tháng đầu sử dụng, và cũng như là bao anh chị quay đầu ha, đầy đủ hết cho anh chị nha. Rồi bây giờ thì trước tiên mình cũng như thường lệ thì mình sẽ giao những chi tiết đầu tiên. Đây muốn đèn pha đồ cũng còn rất là liên lạc và rất là đẹp ha, mặt nạ da lăng này chị còn đẹp chen hết và đẹp có đèn cạn luôn. Nói chung là chị xe đã giữ gìn rất là đẹp. Những cái đèn pha và đèn cạn được cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Vỏ thì chắc là mới anh chị ha. Vỏ như y chang mới nha anh chị, 99% luôn, gai nè anh chị. Đây gai vừng nè ha, còn rất là mới cho anh chị ha. Đây gầm dẹ trong thì đẹp keng hết anh chị, đẹp keng hết, còn bảy màu luôn anh chị ha. Nên nói chung thì mã xe đời cao thì gặp xe gia đình nữa thì họ đi họ dự dành thì chiếc xe còn ok lắm anh chị ha. Đây những cái đồ nhựa và gạt mưa đồ còn rất đẹp kia đầy đủ hết cho anh chị ha. Được thêm một cái nữa là chủ xe còn giữ được một bộ ghế nỉ còn rất là đẹp anh chị ha, còn rất là đẹp luôn, một bộ ghế nỉ còn rất là đẹp, và xe được lên màn hình Android cam hành trình đầy đủ hết cho anh chị ha. Cam hành trình cam lùi đầy đủ hết rồi, nói chung là anh chị lấy về chị sẵn đi thôi anh chị nha. Dòng xe này là sedan, số sàn nha anh chị nha, số sàn dòng sedan số sàn đây anh chị, dùng chỉ đồ đó ha, còn đầy đủ hết, ghen hết anh chị à, ghen hết chưa, copy của nó không có dấu hiệu là đường
tay hơn của hãng là không có dấu hiệu là bị chảy xước hay là mòn anh chị ha. Đó. Những cái cánh cửa rất là cứng cáp nha, những cái cánh cửa rất cứng cáp tại vì nó không có qua dịch vụ ha. Nó không có qua dịch vụ đâm ra xe nó cánh cửa rất là cứng cáp ha. Rồi, em trai sẽ mở cánh cửa này lên cho anh chị mình xem và kiểm tra luôn anh chị nhé. Đây, đó, xin chị đồ là còn nguyên bản đầy đủ hết cho anh chị ha. Đây, đó, cắp bi đồ nữa. Đó, xe là không có dịch vụ taxi nha anh chị nha. Đó, dòng xe này thì rất là nhiều xe dịch vụ taxi. Đó, đâm ra là nói chung là giá cả những cái dòng xe này thì nói chung là nó rơi rớt đầy thị trường hết anh chị nha. Đó, trăm mấy, 200. Đó, 200 mấy có đầy đủ hết, chủ yếu là xe dịch vụ hay là xe taxi đi ra và xe gia đình anh chị nha. Đó, dòng xe này thì dịch vụ nhiều lắm. Mà nếu gặp xe dịch vụ thì nó hơi rẻ một xíu anh chị. Đó, chung là tiền nọc của đó thôi anh chị nha. À, anh chị đừng có lấy những cái xe dịch vụ để so sánh với những cái chiếc xe gia đình còn cứng thì rất là tội nghiệp cho bên cửa hàng người ta mua bán ha. Nói chung là xe dịch vụ thì bên cửa hàng nó sẽ bán một cái giá tốt hơn, một cái giá sẽ rẻ hơn xe gia đình, nhưng mà sẽ bên cửa hàng sẽ có báo cho anh chị biết ha. Chung là thời buổi bây giờ thì thông cần và báo anh chị nhìn anh chị không biết nữa. Tham gia anh chị nào thiện chiến mình có thể giúp một chút xíu thời gian lên tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai để xem xe chi tiết và mình có thể chạy thử ha. Đó, mình để chạy thử và mình xem trên xem dưới cho kỹ ha. Đó, xem sơ lược là mình sẽ biết là có dịch vụ hay là taxi hay là gia đình nha anh chị nha. Đó, dòng xe này nói chung là đã qua dịch vụ taxi thì nó rẻ hơn gia đình cũng nhiều lắm. Mà đây đó, vỏ sau cũng còn rất là cao anh chị nha, còn rất là cao ha. Đó, gầm dè đồ đẹp ken hết anh chị ạ. À, nói chung là gầm dè còn đẹp bảy màu hết. Rồi ok, em trai cũng sẵn đây những cánh cửa này ha. Rất là cứng cáp từng bước nha. Rồi anh chị cùng em xem cánh cửa bên này luôn ha. Nói chung là sùng chỉ đầy đủ hết á, đời xe nói chung là cam kết anh chị là nó đầy đủ hết, quay cho nó có lệ thôi ha, có cam kết đầy đủ cho anh chị rồi. Rồi em trai sẽ nổ cái máy lên cho anh chị mình xem và kiểm tra luôn ha. Rồi ok, vô lăng đồ cũng còn rất là đẹp nè anh chị, vô lăng đồ cũng còn rất là đẹp ha, đẹp. Đây cụ số cũng còn rất sáng rất là đẹp nè anh chị ha, dàn lạnh nè ha, chung là máy lạnh thì anh chị không sợ thiếu lạnh nha, rất là đẹp. Đây tắp lô đồ cũng còn rất là đẹp nè anh chị, tắp lô cũng được rất là đẹp ha. Rồi ok, gương chỉnh điện đồ có đầy đủ hết ha. Đó, có đầy đủ hết cho anh chị nha. Đó, lóc phá nè ha, có đầy đủ hết ha. Chung là xe là đầy đủ đồ chơi hết rồi, anh chị lấy về chỉ sẵn dùng thôi, không cần phải làm thêm một thứ gì nữa đâu anh chị nha. Đó, mở đèn pha lên cho anh chị xem cha luôn. Rồi bây giờ em sẽ về sau và quay sơ lược cho anh chị mình xem cái cúp sau, mở sẵn cúp sau ở cabo luôn. Đó, nắp xăng thì mở ở đây anh chị ha, ở đây anh chị thấy không. Đó, sàn là sàn nỉ nguyên zin nha, sàn nỉ nguyên zin luôn. Đó. Đây anh chị, đây sản xuất 2020 nè ha, sản xuất 2020, sedan 1.2 nha anh chị nha, 1.2. Rồi ok, anh chị cùng em tiến hành về sau xe, xem được, xem sơ lược từ sau xe ngồi nè ha, rất là thoải mái và rộng rãi anh chị ạ, rất là thoải mái và rộng rãi ha. Nỉ cung chân này dinh theo xe nguyên bản anh chị, nỉ dinh xe theo xe nguyên bản còn rất là đẹp ha. Đây những cái nắp cửa đồ nè ha, đẹp kiên hết anh chị, đẹp kiên hết ha. Tầm hơn 200 thôi, nói chung là không làm mất thời gian của nhau anh chị ha. Xe này thì hiện tại bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 250 triệu anh chị ha, 250 triệu nha. Nói chung là một cái giá cũng rất là hợp lý so với một chiếc xe chủng đúng chủng trị gia đình, không nhanh dịch vụ xe gia đình anh chị nhé. 250 triệu thì xe được đời rất là cao, đi cũng rất là xinh tan anh chị ha. Đây chị, anh chị nào mình có nhu cầu muốn mua sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với anh trai ha, để lên xem xe tại cửa hàng ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai. Mình chạy thử ha, xem trên xem dưới nhé, cảm thấy hợp lý ok mình sẽ làm thủ tục mua bán và
rút hồ sơ về cho anh chị. Chị xin cần giờ huyện mình bấm địa gia tên thôi anh chị nhé. Nếu mà anh chị không biết cách làm, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị nhé. Hỗ trợ cho anh chị cho cò làm giùm, hoặc là sẽ bao anh chị nhập hồ sơ luôn, đầy đủ hết luôn. Nói chung là bên cửa hàng sẽ ưu tiên và lo giấy tờ cho anh chị tức là tật hết. Đây anh chị mấy cái sàn đồ nè, đẹp keng hết nè anh chị, đẹp keng hết ha, đẹp keng hết, keng hết ha. Đó, vỏ si cu cũng còn rất là cao nha ha. Cái đội đồ có đầy đủ hết nè anh chị ha, đầy đủ hết cho ok. Bây giờ thì mình sẽ đóng nút sau lại ha. Sẽ tiến hành về xem sơ được những cái gầm gầm về cho anh chị mình xem. Đây anh chị, gầm về ha, nguyên bản á, nó trong ốc bô nó còn rất sáng nha. Gầm của nó còn đẹp keng bảy màu luôn anh chị nha. Đó, đẹp keng bảy màu luôn. Đó, nói chung là đẹp lắm. Rồi, mình sẽ qua bên đây xem sơ lược cái gầm bên này ha. Rồi, ok, đóng cửa lại đi. Nói chung là cửa cứng ngắc à. Cửa cứng ngắc. Rồi. Đây anh chị, gầm về đồ nè ha. Đẹp keng hết anh chị ạ. À. Bô còn như là sáng anh chị ạ. Như nó sáng nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở capo lên và xem cái capo nha anh chị. Đó. Chung là nó đẹp lắm. Đây anh chị, capo nè, liền lạc hết nè anh chị. Liền lạc hết ha. Liền lạc hết nè. Ốc capo chưa phui nha. Đó, chưa đụng đậy anh chị nha. Chưa đụng đậy gì hết anh chị. Đó, bon nè ha. Đó, đẹp lắm. 250 triệu thôi anh chị ạ. À. Đây, ốc tán rồi ha, nguyên zin hết. Đó, 250 triệu nha. Đây, bình nè ha. Đó, máy số là nguyên zin nha anh chị. Đó. Máy số nguyên zin, nội rất là êm nha, tập thôi ha. Chung là mấy cái dấu zin đồ nè ha, còn nguyên bản ha, đầy đủ hết. Nói chung là zin nhiều, xe này zin nhiều lắm ha. Rồi 2020 mà, phải zin thôi anh chị ha. Đó, rồi. Đây, zin hết két nước nè, zin hết nè anh chị, zin hết ha. Ô đồ hả, cái đồ nhựa ở đây trên này cũng vậy, còn đẹp hết anh chị ha, đẹp hết. Đã sạc vô thang ở trong anh chị ha. Đây, đó, đẹp keng hết ha. Rồi, ok, đơn giản thì vậy thôi. Mình chiếc xe mình đi quay sơ lược vậy thôi chứ chả biết quay gì nhiều nữa anh chị ạ. Quay dài dòng quá thì anh chị la là nói nhiều, quay lâu quá ha, quay thế thôi. Cũng được 12-13 phút rồi. Đây anh chị đèn cạn đèn pha nè ha, đầy đủ hết hả anh chị ha. Anh chị có nhu cầu muốn mua sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em trai để được tư vấn cùng em trai anh chị ha. Còn anh chị mình có bạn bè hay là người thân đang cần bán xe hay là muốn mua xe, anh chị cứ liên hệ với em trai để kết nối và giao dịch thành công thì mình sẽ có tiền hoa hồng từ 3 đến 5 triệu anh chị nha. Rồi anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cũng cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em trai, và cũng như là mình có thể theo dõi được những kênh bên cửa hàng xe về quay lên anh chị cùng em xem và tham khảo, biết nhiều giá cả thị trường. Vô tình có bạn bè hay là người thân đang cần muốn mua xe, anh chị có thể giới thiệu qua để cùng em bán xe và cùng em mua xe, cũng rất ok nha. Mình kiếm vài đồng để bỏ nghèo cũng được ha. Một tháng mình giới thiệu được một hai xe thôi là mình cũng có thể kiếm được 50 triệu để bỏ nghèo, cũng khá là ok anh chị ha. Đồng gia anh chị có thể xem và chia sẻ lên Facebook, Zalo thật là nhiều nha, để bạn bè hay là người thân nè, họ cần mua xe họ sẽ nghĩ tới là anh này có quen bên salon và cửa hàng, họ sẽ tư vấn anh chị và anh chị có thể dựng lên để mua xe, hoặc là người ta muốn bán xe anh chị có thể giới thiệu qua để kiếm vài đồng thu nhập và cùng em bán xe, cùng em kiếm tiền anh chị ha. Rồi ok, em trai ô tô Quốc Hùng từ khu Đồng Nai cũng xin phép khép lại chương trình này anh chị nha, khép lại chương trình này và tiếp tục hẹn những video khác và những chiếc xe đẹp và được bên cửa hàng lựa chọn để về chào bán với anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha.